ngày hôm nay đó thì chúng ta cũng có một số những thông tin được chia sẻ à, liên quan tới à, những cái chứng từ mà SEC đã có những cái văn bản đó là gì mà tại sao SEC lại có thể địa đơn kiện binance và cáo buộc này cáo buộc kia thì các bạn đã được là Adam Corkin ở trên Twitter đó cũng đã chia sẻ một số những cái à, thông tin chụp lại về những văn bản mà SEC đã nộp lên trên tòa án. À, các bạn thấy được là phần lớn đó, cái chứng từ bằng chứng mà SEC có để mà cáo buộc sàn Binance là thứ nhất là lách luật Hoa Kỳ thứ hai nữa đó là ngoài mặt thì nói là không cho người nước ngoài giao trên sàn Binance.com nhưng mà mặt khác đó thì lại âm thầm kêu những người mà có tiền tiếp tục giao dịch ở trên sàn Binance.com họ sẽ không để ý đến à, và cũng có những thông tin liên quan tới là sàn Binance.com hoàn toàn có quyền quản lý Binance US những cái chứng từ đó đó thật ra Phần lớn là đến từ một cái chat các bạn Cái chat này đó là giữa một người có tên là Samuel Lim Samuel Lim, đó, người này trước đây là người đứng đầu của bộ phận quản lý pháp lý của Binance Và một người nữa là Alvin Bro. Alvin Bro, đây là cái người mà đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh của Binance. Hai người này đã không còn làm việc cho Binance nữa các bạn. Và chính xác hơn đó thì Samuel Lim đã rời khỏi Binance vào năm 2022, làm từ năm 2018 đến năm 2022. Và nếu mà các bạn nhìn những chứng từ này đó thì đây là một cái chat giữa Alvin Bro và Samuel Lim. Thì nếu mà các bạn đọc những cái chat qua lại này đó thì đúng là họ nói tới một số điều đã trong danh sách cáo buộc của SEC. Thì SEC làm sao có thể lấy được những cái tin nhắn qua lại này và những tin nhắn qua lại này lấy từ đầu của bạn? Chúng ta cũng không biết, không biết lý do nào mà SEC có những tài liệu này. Có thể là Samuel Lim và Alvin Bro hai người này đã đã không làm việc với Binance nữa và vì một lý do nào đó, bây giờ họ quay lại để đưa những thông tin này cho SEC để có thể dùng làm bằng chứng để kiện Binance. Và trong cái chat này các bạn thấy được là không có cg trong đó chỉ có hai người này nói qua nó lại mà thôi đó là điều đầu tiên mà thuận nhận được. Điều thứ nhì nữa đó là các bạn thấy được phần lớn họ nói về đồng BNB. Các bạn thứ hai người này trò chuyện là bây giờ nhận được cái hoa hồng bằng BNB thì giữ hay không? Người này nói là bán đi. Giữ làm cái gì giá sẽ xuống. Lúc này là giá của BNB chỉ khoảng 30 đô mà thôi là năm 2018 nha các bạn chứ không có phải là mới đây. Đây là một cái chat rất 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 lâu rồi. À, và chúng ta có thể nhìn thấy được à, bên dưới này đó thì à, Samuel Lim vẫn tiếp tục là như vật chính tiếp tục nói tới là sang Binance uh, không có tuân thủ một số uh, quy định để có thể tiếp tục kiếm được tiền và đương nhiên các bạn thấy được tất cả như này đã, đã được nói tới bởi Samuel Lim Alvin Bro một lần nữa không thấy CZ ở đây mà cái phần mà nói tới CZ uh, đây là một cái uh, đoạn thu âm thứ nhất thường không biết là tại sao lại có đoạn thu âm này cái đó là thường không rõ bên trong như thế nào nhưng mà đây là một đoạn thu âm à, liên quan tới là cg nó một phần và cái này thường cũng không có rõ luôn tại vì văn bản này đó cũng không có để rõ là trong tất cả những cái từ ngữ này đó là cái phần mà cg nó là từ đâu đến đâu giống như là bắt đầu từ đây nè các bạn các bạn thấy được là có hai cái dấu này và kết thúc ở đây còn cái phần còn lại đó tôi không biết là có phải là CZ nói hay là không Cái đó tôi không có rõ Tại vì nó không có để là cái phần này là ai nói Nhưng mà tóm lại đó Thì đây là cái phần được thông dịch lại Và cái phần này đó Thì CZ dựa theo văn bản này Nói là sang Binance sẽ quyết định Là không hỗ trợ người Hoa Kỳ nữa Đây là cái thông tin đã công bố cho tất cả mọi người rồi Và đây là cái tài liệu à, Theo cái văn bản này là hồi tháng 6 Năm 2019 à, Nói chung đó thì à, lúc này CZ nói là Bây giờ cái vấn đề này không không phải là cái vấn đề mà có nhiều rủi ro nữa Đương nhiên đây là cái điều mà chúng ta sẽ làm làm tới đây mà thôi chứ không cần phải làm quá Nói chung đó, thì nếu như mà có ai đó muốn trade mà sử dụng một cái IP, địa chỉ IP mới thì chúng ta cũng sẽ không có cần phải làm quá lên Đó là những gì mà được chia sẻ trong cái văn bản này nó tóm lại là như vậy Thì cũng giống như là thường dự chia sẻ đó, tất cả như này đó thì chỉ có thể chỉ ra được nếu như là sự thật thì chỉ chỉ có được là sang Binance ưu tiên lợi nhuận hơn là tuân thủ quy định ở Hoa Kỳ và bên dưới này đó thì có thêm một uh, phần nữa chat giữa một người có tên là Anatoly và một lần nữa là Samuel Lim thì Anatoly không biết là ai nhưng mà nói chung thì uh, trong bài bản này nói là Samuel Lim chia sẻ là những cái khách hàng đó thì có thể đăng ký ở sàn Binance US ở Hoa Kỳ rồi uh, sau đó có thể uh, có một cái cánh cửa sau để mà trade trên sàn Binance.com uh, và điều này CZ cũng biết các bạn thấy được là Samuel nói là CZ Will definitely agree to this Nhưng mà đây à, là cái à, lời nói Đến từ Samuel Lim mà thôi Và các bạn thấy được là trong tất cả những cái phần chat này đó, Thì không có dấu hiệu Là CZ đã chat Có dấu hiệu giữa Samuel, Anatoly à, Và các bạn đang thấy là bên trên này Thì chúng ta có Alvin Bros, CZ chỉ là một cái phần à, của cái thông âm này mà thôi Đây là tất cả những cái bằng chứng Mà được chia sẻ cho đến ngày hôm nay không không biết là SEC còn bằng chứng nào nữa hay là không Nhưng mà những bằng chứng này đó cũng đúng là không tốt các bạn Nhưng mà nhưng mà cũng không không phải là những bằng chứng mạnh lắm Nói chung đó thì ưu tiên lợi nhuận hơn là tuân thủ quy định là điều mà chúng ta thấy thường xuyên Tất cả những công ty mà thuận biết đó đều có những cái động thái như vậy các bạn Nói chung đó là trong phạm vi cho phép miễn là không có vi phạm theo luật hình sự, miễn là không có gian lận, không có đụng tới bất cứ cái gì gọi là làm hại người tiêu dùng thì công ty nó sẽ cho cái phạm vi cho phép để có thể là mắc nhắm mắc mở cho một cái dùng xám nào đó thay vì là tuân thủ quy tắc 100% thì những cái mà được chia sẻ bởi SEC đó theo những gì mình còn đọc nên thì cũng nằm trong phần đó các bạn nó nằm trong cái phần xám đương nhiên như thường chia sẻ là không tốt nếu như đây là những thông tin thật nhưng mà nó cũng chỉ đủ để hỗ trợ cái vụ kiện dân sự này mà thôi và nếu như mà đây là tất cả là sự thật đó các bạn nhưng mà chúng ta không biết là còn những cái bằng chứng nào khác mà chưa được đưa ra hay là không nhưng mà nếu như mà tất cả mà chúng ta có là bao nhiêu đây đó thì kết uh, quả tôi nghĩ là thứ nhất là đóng phạt nếu như mà nặng lắm đó, thì sẽ đóng phạt nặng còn uh, về bồi thường thì thường vẫn chưa thấy có bất cứ bằng chứng nào nói là cần phải bồi thường vì có nạn nhân nào đó chúng ta không thấy phần đó thì nếu như mà SEC nói đúng thì sẽ đóng phạt và có thể phạt nặng nếu như mà có thêm nhiều bằng chứng cho thấy là đã rất là cố tình xem thường luật pháp của Hoa Kỳ còn thứ nhì nữa nếu như mà nặng hơn nữa đó thì có thể là phải thay đổi đổi nhân sự các bạn có nghĩa là đã có rất là nhiều à, những lần mà những công ty lớn đó để có thể làm nguội lại cái sự phẫn nộ đến từ những nhà lập pháp thì công ty đã thay đổi nhân sự thay đổi những cái giám đốc lớn mướn thêm người à, để có thể à, quản lý rủi ro về quy tắc thì cũng có thể phải thay đổi luôn cái CEO bản thân thuận thì vẫn quan điểm đó miễn là chúng ta không có bộ tư pháp vào cuộc có nghĩa là đã đến có mức hình sự rồi có nghĩa là có gian lận ở đó, miễn là không có một tư pháp tham gia vào thì chuyện này cũng sẽ được giải quyết. Có phải được giải quyết đến mức là cần phải đóng cửa Biden US hay là cần phải thay đổi CEO thì cái đó thường không biết. Nhưng mà thường biết là sẽ được giải quyết nếu như mà chỉ ở mức dân sự mà thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi xem có lẽ SEC sẽ đưa ra thêm những bằng chứng gì nữa. Rồi, chúng ta cũng... Uh... Có một cái thông tin nữa các bạn cũng khá là thú vị, chúng ta cũng đã biết là SEC đã list cả đóng những cái đồng à, nói là đây là chứng khoán, kia là chứng khoán trong hai vụ kiện gần đây và trước đó cũng đã list rất nhiều đồng nhưng mà trong hai điều kiện gần đây đó thì người ta hỏi Chủ tịch Gary Gensler là có phải tất cả những đồng đó đều là chứng khoán cho nên sàn Coinbase sàn Binance là những sàn chứng khoán không đăng ký thì các bạn có biết Jay Gensler trả lời như thế nào hay không? Jay Gensler đó chỉ trả lời là SEC cần chứng minh một đồng trong cái nhóm đó là chứng khoán thì đã đủ rồi. Có nghĩa là list một đống gì vậy đó không biết đồng nào là chứng khoán miễn là chứng một đồng thôi là đủ để có thể thắng kiện là Coinbase và Binance là những sàn chứng khoán không đăng ký rất là vô lý các bạn có nghĩa là cứ list một đống như vậy tới đâu hay tới đó rồi thân cũng hỏi các bạn là SEC đang có vụ kiện với Ripple ra và cũng đến hồi kết thì có hai khả năng. Một là SCC biết là sẽ thua kiện nên đệ đơn kiện hai sàn lớn đi thúc cái sự chú ý ở nơi khác. Hai là SCC biết là sẽ thắng kiện nên làm tới luôn còn ba là một lý do khác thì các bạn nghĩ sao phần lớn các bạn ở trên những mạng xã hội đó thì điều bỏ phiếu là một là cao nhất có nghĩa là như bạn nghĩ là sec biết là sẽ thu kiện cho nên bây giờ đợi đơn kiện hai sàn lớn để cho người ta đừng để ý đến lỡ như mà sec thu kiện và ripple còn một lý do khác nữa các bạn là lý do gì các bạn có biết là sec vừa tròn 89 tuổi và đơn vị đã được thành lập từ năm 1934 năm nay đó thì SEC ăn sinh nhật lớn quá các bạn <laughs> kiện tới hai sàn luôn và thuận thấy SEC rất là rảnh các bạn SEC là ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ nhưng mà không lo quản lý chứng khoán mà lo quản lý crypto và các bạn thấy là chứng khoán nó có biết bao nhiêu lừa đảo có Elizabeth Holmes có những cái cáo buộc gần đây liên quan tới những cái quan chức cấp cao của những ngân hàng họ đã bán cổ phiếu trước khi mà ngân hàng sập tất cả những cái đó không có thấy điều tra gì hết các bạn mà chỉ nhắm vào crypto mà thôi họ cũng khá là rảnh rồi chúng ta sẽ cập nhật liên quan tới Coinbase, thì Coinbase cũng có nhiều cập nhật ngày hôm nay. Trước hết đó, là liên quan tới Coinbase có ý định delist đồng nào hay là ngưng staking hay là không? thì Brian Armstrong đã rất là mạnh dạng nói là không. sàn Coinbase sẽ tiếp tục cung cấp tất cả những đồng mà SEC đã Newton tên là chứng khoán và sàn Coinbase cũng sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ staking, cho dù là staking chỉ có 3% của thu nhập của sàn. Coinbase mà thôi Có nghĩa là các bạn thấy là Coinbase thu nhập bao nhiêu Thì staking là một phần cực kỳ nhỏ cho Có nghĩa là cho dù bỏ staking ra thì sàn Coinbase cũng không ảnh hưởng như nhiều Nhưng mà không, họ sẽ vẫn tiếp tục cung cấp dù staking Có nghĩa là chơi tới luôn các bạn, sẽ gặp nhau ở tòa Đó là thông điệp mà Brian Armstrong muốn gửi đến cho SEC Và các bạn có biết là cái vụ kiện của Coinbase, kiện SEC cũng đã có thêm cập nhật Các bạn đã nhớ là trước khi mà SEC kiện Coinbase thì Coinbase sẽ kiện SEC Nói là không có rõ ràng và không công bằng về cái cách làm luật và À, bây giờ đó thì tòa án Hoa Kỳ một lần nữa đã nói với lại SEC là họ yêu cầu SEC phải trả lời đơn yêu cầu xây dựng quy tắc của Coinbase trong vòng một tuần. Trước đây họ cũng đã ra một cái yêu cầu tương tự như vậy rồi sau đó SEC trả lời là cần thêm thời gian. Bây giờ thì nói là trong vòng một tuần phải trả lời Coinbase bây giờ đó SCC SEC đã kiện Comey rồi Tại sao còn phải chần chừ nữa Nếu như mà không trả lời trên một tuần đó Thì phải làm một trong ba điều Thứ nhất là chính thức công bố là từ chối trả lời Comey Và tại sao Thứ hai là xin gia hạn thêm thời gian Và thứ ba đưa ra lý do tại sao SEC nghĩ là tòa án không có thẩm quyền trong vụ kiện này Còn một tuần nữa thôi Chúng ta sẽ biết là SEC sẽ trả lời tòa án như thế nào Nhưng mà các bạn lại thấy ngày hôm nay đó là có rất nhiều những công ty lớn và những người nổi tiếng đã đứng lên hướng về Coinbase các bạn trước đây đã có rồi bây giờ lại có thêm nữa các bạn thấy được là tỷ phú Mark Cuban à, cũng đã hướng về phía của Coinbase nói là bây giờ không ai tin tưởng SEC hết và chi tiết hơn đó là Mark Cuban nói là ông ta cũng là một trong những người mà có nhiều những công ty và những dự án liên quan đến crypto và khi mà công ty của Mark Cuban gọi cho SEC À, để hỏi là làm sao để đăng ký đó thì cái mà ông ta nhận được đó chính là hãy nhìn những cái vụ kiện mướn luật sư rồi tự tìm hiểu đi. Tóm lại là không muốn đưa ra bất cứ một hướng dẫn nào hết. Cũng tương tự là những gì mà Coinbase sẽ chia sẻ và thêm vào đó, sàn Robinhood các bạn, Robinhood là một sàn rất là lớn mà ở Hoa Kỳ người ta sử dụng để mà trade stock và trade cả crypto thì sàn Robinhood cũng đã lên tiếng nói là cũng có những cái trường hợp tương tự xảy ra đối với họ khi mà họ gọi SEC làm sao để mà đăng ký, tại vì trên sàn Robinhood đó, họ ngoại trừ là có chứng khoán họ cũng có cho phép trading những đồng như là Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum Classic và Bitcoin SV thì khi mà chính họ gọi hỏi SEC làm sao để đăng ký thì SEC nói là cứ tới đăng ký đơn giản lắm và họ đã tốn 16 tháng trời để mà đăng ký với SEC à, để có thể là có bằng hoạt động cho giao dịch crypto từ SEC nhưng mà sau 16 tháng không kết quả nào hết nói chung đó thì những gì được chia sẻ bởi Mark Cuban những gì được chia sẻ bởi sàn Robinhood đều hướng về Coinbase y chang như Coinbase sẽ nói các bạn Coinbase không phải là cái sàn duy nhất hay là Binance US không phải là cái sàn duy nhất nói là SEC đang lừa dối mọi người lúc nào cũng nói là lực rõ ràng tới đi đăng ký nhưng mà khi mà gọi đi đăng ký đó thì hoàn toàn không thể đăng ký được Robin Hood cũng nói như vậy Mark Cuban cũng nói như vậy và không lẽ bây giờ SEC lại nhắm tới kiện cả những sàn lớn mà có chứng khoán như là Robin Hood các bạn không lẽ bây giờ SEC muốn à, tiến một bước nữa kiện luôn cả Robinhood Kiện luôn cả những sàn lớn như là Webo, Webo là một sàn cũng tương tự như Robinhood Các bạn cũng cho giao dịch chứng khoán Nhưng mà họ cũng có những cái crypto như là Cardano, Bitcoin Cash, Bitcoin, Dogecoin Ethereum Classic, Ethereum, Litecoin, Polygon, Shiba Inu, Solana, USD Coin các bạn Và các bạn hiểu được ngay cả PayPal PayPal cũng cho phép giao dịch những đồng như là Bitcoin, Ethereum Litecoin bị concast và cho tới bây giờ Ethereum SEC vẫn không có đưa ra một cái câu nói chính thức là Ether không phải là chứng khoán mặc dù không đề cập đến nhưng mà cũng không có nói gì hết các bạn thì không lẽ muốn kiện luôn cả PayPal Nói chung đó thì cái hành động này của SEC đó đã khiến cho rất nhiều những công ty họ đã hợp lại với nhau và đều muốn chống lại một đơn vị duy nhất đó chính là SEC. Nhưng mà có một điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là khi mọi người bị lôi cuốn bởi SEC và Coinbase, CZ, Binance, đồng nào là chứng khoán, đồng nào không phải ai đúng ai sai, drama hôm nay ra sao thì chúng ta hầu như đã quên đi những cái thông tin lớn hơn có sức ảnh hưởng dài hạn hơn. Thứ nhất đó là ngày mai Bộ tài chính sẽ bán đấu giá 110 tỷ đô la công trái phiếu các bạn, điều đó vẫn sẽ xảy ra. Các bạn được đây là lịch trình bán đấu giá của uh, Bộ tài chính Hoa Kỳ thì ngày mai đó chúng ta thì được là sẽ bán đấu giá công trái phiếu 4 tuần và công trái phiếu 8 tuần và cái ngày đấu giá sẽ là ngày 8 tháng 6 của bạn ngày mai tại Hoa Kỳ. Các bạn đã thấy được một trong những điều mà nhiều người lo lắng là khi mà Bộ Tài chính bắt đầu bán nhiều công trái phiếu thì sẽ hút tiền từ thị trường về thì sẽ có ít tiền như thị trường hơn sẽ dẫn đến những tài sản bị khựng lại hoặc là xuống giá. Điều thứ nhì nữa là các bạn nên nhớ là Fed vẫn sẽ công bố lãi suất các bạn và trong vòng 6 ngày nữa ngày 14 tháng 6 tuần sau sẽ có kết quả À, là sẽ tăng lãi suất hay là không tăng lãi suất bây giờ 62 phần trăm vẫn nghĩ là sẽ ngưng tăng lãi suất rồi chúng ta cũng nên biết đó là bây giờ hầu như ít ai còn nói tới Sam và Free các bạn nhưng mà cái vụ này vẫn chưa được xử và dựa theo lịch đó, thì nhiều bạn thường là tại sao không ai nói tới Simon Free thì đương nhiên vẫn đang bị giam lỏng các bạn và bây giờ đang bị giam lỏng và không cho sử dụng internet luôn và bây giờ Simon Free đó thì có lịch ra tòa vào ngày 2 tháng 10 các bạn và đây là cái thông tin được chia sẻ từ tháng 1 của năm nay rồi làm gì mà lâu tới vậy các bạn à, đương nhiên bên luật sư của Simon Free nói là cái vụ kiện này quá lớn và liên quan tới hình sự cho nên cần thời gian để xem xét tất cả những bằng chứng trước khi mà ra tòa à, nhưng mà các bạn thấy bây giờ đây SEC hầu như là muốn tăng tốc để mà kiện không kiện Binance và nếu như mà toán cho phép tăng tốc đó thì có thể sẽ ra tòa còn sớm hơn cả cái vụ của Salmon Free VFDX FTX thì có phải là tại vì SEC sợ là khi mà Salmon Free ra tòa à, thì mọi người lại nhìn về SEC như là một đơn vị đã hoàn toàn thất bại trong việc bảo vệ người dân của Hoa Kỳ cho nên muốn đi trước một bước và muốn có sự chiến thắng liên quan tới Binance và Coinbase để ít ra làm cho mọi thứ nó rối tung lên cho mọi người nó bị phân tâm. Không biết cái đó có phải là thật hay không các bạn nhưng mà đó là một điều hoàn toàn có thể. Nhưng mà về mặt giá cả thì hầu như chúng ta thấy được là giá của BTC chỉ xuống một phần mà thôi. Ngày đầu tiên thì xuống khoảng 5%, 6% nhưng mà tính tới hôm nay đây xuống có 2-3% mà thôi các bạn. Cũng không có gì gọi là nói là quá nhiều. Nếu như mà chúng ta nhìn vào cái mức cao đó trước khi mà có thông tin liên quan tới SCC kiện, lúc đó là giá của BTC đó các bạn sẽ thấy được là cái mức là khoảng chừng 27.500 đô đi. Thì tới mức hiện bây giờ đã xuống tổng cộng là 3.9% các bạn. Sau khi mà SCC kiện hai sàn lớn mà BTC chỉ xuống có 3.9% mà thôi. Nói chung thì cộng đồng cũng chẳng quan tâm nên SCC nghĩ gì? và các bạn thì được Cathie của Ark Invest thì cũng không trùng bước. Sau khi mà SEC kiện Coinbase Coinbase giảm 12% thì Cathie Wood làm gì các bạn? Chị Cathie lại thu mua thêm 419.324 cổ phần của Coinbase chỉ giá là khoảng 21 triệu 600.000 đô. Tổng cộng đó tính tới bây giờ đó thì Ark Invest đã lưu trữ 11.440.000 cổ phần của Coinbase đáng giá là 590 triệu rồi các bạn và ARK chính là cổ đông lớn thứ nhì của sàn Coinbase Nói chung đó thì lòng tin vẫn như vậy các bạn Cathie Wood vẫn tiếp tục thu mua Coinbase và đối với lại Cathie Wood thì bà ta vẫn tin tưởng là chúng ta sẽ thấy được BTC đạt được mức là 1 triệu đô la chi tiết hơn là 1 triệu 480 ngàn đô vào năm 2030 các bạn, năm 2030 là bây giờ chỉ còn 7 năm nữa thôi và đó là cái giá cao. Nếu như mà cái giá mà thấp nhất là sẽ thấy đó chính là khoảng 258.500 đô. Đó chính là lòng tin của KIT World Art Invest và họ nghĩ là cách tốt nhất để tiếp cận giá cả của BTC đó chính là thu mua cổ phần của Coinbase. Và đó là điều mà họ đã làm trong thời gian qua, bây giờ họ lưu trữ hơn nửa tỷ đô la cổ phần Coinbase của các bạn, hoàn toàn không chung bước thêm vào đó nữa các bạn đã thấy được là lại có một đơn vị khác nữa vẫn tiếp tục không lo lắng và tung ra những cái dự đoán giá theo năm 2030 cho Ethereum và Ethereum đó có thể lên tới 11.800 đô thì ai đã đưa ra cái nhận định này các bạn đó chính là công ty Vanex là công ty đầu tư mà cũng để đơn để có thể có một cái Bitcoin ETF các bạn thấy được là Vanex thì cũng không trùng bước với những gì mà SEC làm chỉ có sự thường ngắn hạn mà thôi và các bạn thấy là crypto là toàn thế giới chứ không phải là của riêng hoa kỳ và sec cũng chỉ có thẩm quyền đến đó mà thôi và thậm chí sec là người mà chỉ có thể áp dụng những quy định hiện hành mà thôi không thể ra luật mới quốc hội mới là người có thể ra luật mới được cho nên tất cả đều phải đa tòa để xem coi như thế nào Đối với lại những sự kiện xảy ra đó thì chúng ta cũng có nhận định đến từ CIO có nghĩa là đây là giám đốc đầu tư của quỹ George Soros. Đương nhiên có nhiều bạn không có thiền cảm với George Soros, cái đó thường không nói đến, thường chỉ nói tới là George Soros cũng là một cái quỹ mà có lòng tin vào giá cả của BTC và crypto trong tương lai và cũng lưu trữ crypto và đặc biệt lưu trữ BTC. George Soros cũng đã nói là khi mà chúng ta nhìn thấy đang xảy ra đó mới đầu thì thấy như là rất là tệ đương nhiên là công ty trong thị trường crypto này À, bị kiện bị SEC thì đương nhiên tệ nhưng mà giám đốc đầu tư của quỹ Chosrow thì nói là tuy là như vậy cho dù là SEC thắng kiện thì cũng sẽ trải đường cho những cái Công ty tài chính lớn đứng lên để cung cấp dịch vụ trong thị trường crypto này Sau này lại càng sẽ có nhiều dịch vụ lớn hơn nữa từ những công ty lớn hơn Lòng tin của mọi người về thị trường này lại càng sẽ lớn hơn Khi mà có những công ty phố war đồ sộ cung cấp dịch vụ sẽ dẫn đến giá cả sẽ tăng trưởng Đó là những gì à, được chia sẻ bởi giám đốc đầu tư của George Soros à, Và đương nhiên đây cũng là điều mà chúng ta cũng đã nói tới cách đây hai ngày nhận định của thuần cũng là như vậy ngắn hạn thì chúng ta cần phải qua được cái thời kỳ này nhưng mà dài hạn những gì xảy ra hầu như là không ảnh hưởng xấu mà còn là một động lực để tiếp tục tiến tới các bạn những gì mà chúng ta lo sợ nhất liên quan tới SEC đã xảy ra rồi SEC bây giờ hầu như đã nói tất cả là chứng khoán ra tò tính tiếp à, đã kiện luôn Coinbase kiện luôn Binance bây giờ tất cả đều mở hết rồi các bạn tất cả lá bài đều mở hết để xem coi ai thắng ai thua nhưng mà tương lai crypto vẫn sẽ tiến tới đây chỉ là một phần rất nhỏ cho lịch sử crypto sau này mà thôi và ngay cả JP Morgan, JP Morgan cũng nói đó là nhận định là đã thấy rất nhiều những cái người đầu tư thông thường có nhu cầu để lưu trữ BTC, đặc biệt là trước khi mà có hiện tượng Bitcoin halving và JP Morgan nhận định là mỗi lần có Bitcoin halving thì giá cả tăng lên. Tại vì sao các bạn? Tại vì khi mà có Bitcoin halving thì cái số lượng BTC đào ra một lốc bị giảm đi phân nửa cũng đồng nghĩa là giá phải tăng gấp đôi và khi mà cái số lần bdc đào bị giảm đến phân nửa thì những thợ đào họ sẽ không có bán dẫn đến là chúng ta thấy là cái à, số lượng BTC đào ra đã giảm phân nửa mà thợ đào lại còn không bán nếu mà giá không đạt là như ý muốn sẽ dẫn đến là giá sẽ tăng trưởng cho nên sau khi mà có, từ Bitcoin halving lại có một sự tăng trưởng và nếu như mà Bitcoin halving là mức giá là 20.000 đô thì BTC sẽ sớm đạt được 40.000 đó chính là nhận định đến từ JP Morgan. Và JP Morgan cũng nói là tuy đó là như vậy, tuy là những người đầu tư riêng lẻ tiếp tục con thú đối với à, lưu trữ và đầu tư BTC nhưng mà những nhà đầu tư lớn đó thì có sự lo ngại hiện bây giờ nhất là ở Hoa Kỳ, tại vì họ đang xem coi là tình hình lý như thế nào à, và đó cũng phản ảnh thông qua tài liệu được chia sẻ bởi Conshare. Conshare đó thì đây là cái thống kê của những quỹ đầu tư à, lớn như là chúng ta nói tới à, quỹ đầu tư của Tony 21 Share, Proshare vân vân, thì họ cho thấy được là đây là cái tuần liên tục thứ sáu mà có tiền rồi khỏi thị trường này. Chi tiết hơn đó tuần này chúng ta thấy có thêm tổng cộng là 39 triệu rời khỏi các bạn và rời khỏi từ đâu rời khỏi đó là phần lớn các bạn thấy được là từ BTC là 11 triệu 500 ngàn kế đó nữa là cái quỹ sốt BTC ngay cả quỹ short BTC các bạn thấy được là họ cũng rút tiền luôn 10 triệu 900 ngàn còn lại là Ethereum và một số đồng khác và cái số tiền rời khỏi đó nhiều nhất là từ Hoa Kỳ các bạn giảm 10 triệu 800 ngàn kế đó là Switzerland và Germany à, cho bên này nước Đức các bạn thì nước Đức chúng ta cũng đã biết là đã đi vào suy thoái tài chính thì cũng có thể là không có còn hứng thú đầu tư nhiều nữa đối với crypto hiện bây giờ nhưng mà về Hoa Kỳ đó thì phần lớn có thể liên quan tới pháp lý cho nên chúng ta mới thấy là những cái đầu tư bây giờ thì họ cũng khựng lại không muốn tiếp tục đem tiền vào trong thị trường này nữa nhưng mà những nhà đầu tư riêng lẻ lại là những người mà đi thu mua BTC dựa theo tài liệu được chia sẻ từ JP Morgan và được chia sẻ bởi Conchess và đây là tất cả những thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital Thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus lên tới 30% Khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance Và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tế, chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của thuận capital thì như bạn có nói biết là thuận đang gây dựng một cái kênh thuận capital short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short